Cuộc sống của ái nữ triệu phú bài Giòn, riêng cái tên đã phải đăng ký bản quyền từ thuở lọt lòng. Trong lễ trao giải Grammy 2018, một cô bé xuất hiện với bộ đồ trắng, chiếc túi cầm tay phối trắng, đen hài hòa với thần thái sang chảnh. Sánh bước bên cạnh những ngôi sao quyền lực nhất nhì hành tinh, đứng trước sự săn đón của vô vàn truyền thông, cô vẫn thể hiện sự bình tĩnh đặc biệt của mình. Trong lúc lắng nghe bài phát biểu của nghệ sĩ, bố mẹ bên cạnh cùng vỗ tay, cô bé lập tức ra hiệu trật tự, cứ như vậy, hai ngôi sao quyền lực của làng giải trí đều phải im lặng để cô bé tập trung nghe tiếp. Khoảnh khắc uy quyền này đã lọt vào ống kính của truyền thông và nhanh chóng vai rồi trên mạng xã hội. Chính những điều đó đã tạo nên cho Blue Ivy Carter, con gái của cặp siêu sao Bison và Jay Z, một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người. Từ khi mới chào đời, con gái Bison, cô bé Blue Ivy Carter đã có một cuộc sống như nữ hoàng nhí, được săn đón cả trong lĩnh vực âm nhạc, thời trang lẫn thị trường quảng cáo. Ngay từ thuở lọt lòng, Blue Ivy đã giành rất nhiều sự chú ý của truyền thông. Điều đó khiến cô bé có ngay một đoàn vệ sĩ được huy động rất hùng hậu ngay từ khi mới sinh ở New York vào năm 2012. Họ thậm chí ngăn cả những người muốn vào thăm bệnh nhân khác. Theo truyền thông, chiếc nôi của bé có giá lên tới 445 triệu đồng, được thiết kế như một chiếc nôi hoàng gia. Bố mẹ cô bé còn chi 1,5 tỷ đồng để mua tặng con gái búp bê Barbie nạm kim cương. Sau khi lớn lên, Blue Ivy cũng có tới hai bảo mẫu làm việc toàn thời gian. Nhờ đó, cô bé được dạy tiếng Pháp, sở Beverly và các môn nghệ thuật từ rất sớm trước độ tuổi bắt đầu đi học. Cô bé cũng khá kén ăn, nên cần có một đầu bếp riêng vất vả để làm vừa lòng cô chủ nhỏ. Ái nữ nhà dây Z cũng được dạy cưỡi ngựa, môn thể thao của các cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Nhờ vậy, cô bé sở hữu một chú ngựa của riêng mình. Ngoài ra, Blue Ivy còn theo học tại ngôi trường đặc biệt dành cho những dít với mức học phí từ 480 tới 675 triệu đồng năm học. Con cái của nhiều ngôi sao lớn tại Hollywood đều từng học tại đây. Nhờ khối tài sản khổng lồ của cặp đôi bố mẹ quyền lực, Blue Ivy cũng thường xuyên được sống trong những siêu biệt thự xa hoa. Ở New York, họ sở hữu một ngôi nhà 7 phòng ngủ ở Hampton có giá trị tương đương 580 tỷ đồng và một căn hộ 3 tầng khổng lồ đồng thời thuê một biệt thự ở Malibu với giá 9,7 tỷ đồng một tháng, gồm 4 hồ bơi và cả lớp kính chống đạn. Tại Los Angeles, gia đình họ cũng chi tới 3.000 tỷ đồng để mua một siêu biệt thự ở Bel Air, gồm có 8 phòng ngủ, 11 phòng tắm, ga rát chứa được 15 chiếc xe hơi. Ngoài ra, một hòn đảo trị giá 5.400 tỷ đồng ở Florida cũng thuộc sở hữu của gia đình siêu sao. Bison và Jay Z được nhận định là nhìn xa trong rộng khi nộp đơn xin đăng ký bản quyền tên của Blue Ivy Carter ngay khi cô bé vừa chào đời. Việc này nhằm tránh nguy cơ bị người khác sử dụng tên tuổi của bé một cách trái phép vào mục đích kinh doanh. Quả thật, không ít người đã âm thầm nuôi ý định trục lợi như vậy. Ngày ngày 1 tháng 1, một nhà thiết kế tên là Joseph MBETH đã đi đăng ký tên Blue Ivy Carter NIC và ngày 20 tháng 1, một người khác cũng mong muốn được sử dụng tên Blue Ivy Carter Glossy 4 để kinh doanh nước hoa. May mắn là văn phòng bản quyền của Mỹ đã từ chối yêu cầu của hai người họ với lý do Blue IV là tên của một đứa trẻ sơ sinh nổi tiếng nên dễ gây hiểu nhầm cho khách hàng. Cái tên Blue IV chính là gà đẻ trứng vàng khi cô bé sinh ra chưa lâu đã được ghi tên vào kỷ lục. Cụ thể, ca khúc Glossy được dây dép phát hành dành tặng thiên thần bé nhỏ đã lọt vào top 100 bài bốt. Điều đặc biệt là ca khúc đã kết thúc bằng tiếng khóc của cô bé nên Blue Ivy cũng có tên trong phần liệt kê những người thực hiện. Như vậy, cô bé chưa đầy tháng ngay lập tức trở thành người trẻ nhất xuất hiện trên bảng xếp hạng danh tiếng này. Chỉ vài ngày sau khi lọt lòng mẹ, nhóc tỷ đã được tạp chí Tham khẳng định là em bé nổi tiếng nhất thế giới. Sự nổi tiếng ngay giảm sút theo thời gian mà ngày càng trưởng thành cùng cô bé. Có một ông bố là tỷ phú và người mẹ là triệu phú, Blue Ivy trong nhận định của nhiều người là một cô công chúa chỉ biết hưởng thụ gia tài cách xù. Tuy nhiên, bản thân cô bé cũng sở hữu một khối tài sản không hề thua kém, trị giá tới 500 triệu USD theo SCMP. Mới chỉ 10 tuổi nhưng con gái Jay Z và Bayon đã là ngôi sao sáng được cả giới thời trang, âm nhạc và quảng cáo săn đón. Nhờ đó, Blue Ivy có thể thu được hàng trăm triệu USD từ tiền bản quyền nhạc cũng như các c của mình. Bắt đầu từ năm 2017, Blue Ivy đã xuất hiện trong album 444 của cha mình và thể hiện khả năng giáp thuần thục ở ca khúc Blue F G Tai. JZ ngay lập tức đặt làm riêng MV hoạt hình để giúp tài năng của con gái được lan tỏa nhiều hơn. Tới năm 2019, Blue Ivy thành nghệ sĩ trẻ thứ hai sau Lee OPEASALL giành được chiếc kèn vàng Grammy khi góp giọng đoạn đầu và cuối cho bờ giao sở kinh gơn. Đây là ca khúc thuộc album nhạc phim The Lion King, The Zip và đã giành chiến thắng hạng mục quan trọng video âm nhạc hay nhất. Song song đó, con gái Byron cũng được đề cử ở hạng mục nghệ sĩ nổi bật. Sau đó cô bé lần lượt rước về giải thưởng đầu tiên tại Next e Awards 2020 và giải thưởng Best đầu tiên. Theo Hollywood Reporter, Blue Ivy là người chiến thắng chạy nhất trong lịch sử Best. Danh tiếng lan xa giúp tiền bản quyền bài hát của Blue Ivy luôn nằm ở mức cao. Tờ Mi giờ viết, mỗi khi bài hát của Blue Ivy được phát trực tuyến, được iTunes mua bản quyền và sử dụng cho mục đích thương mại, cô bé sẽ có một nguồn lợi nhuận vĩnh viễn lên đến vài trăm triệu USD trước 10 tuổi. Điều này đồng nghĩa rằng, con gái nhà dây Z là một trong tám đứa trẻ giàu nhất nước Mỹ, tờ này nhận định. Bên cạnh đó, góp phần vào tài sản của Blue Ivy còn có các xe hậu hĩnh từ những phần đoạn diễn xuất trong các chiến dịch quảng bá đình đám, từ những câu chuyện hè lớp trên nền tảng AUDIOBOOK. Tuy con gái nổi tiếng và có khả năng kiếm tiền từ sớm như vậy, cha mẹ của Blue Ivy chỉ ôm kỳ vọng cô bé sẽ trưởng thành tích cực và an toàn nhất có thể. Chia sẻ với Miser, Byron cho biết, cô vốn không mong con gái được biết đến quá nhiều ở độ tuổi này. Blue Ivy rất thông minh và nhận thức được những thay đổi xung quanh mình. Bản thân là người mẹ, tôi chỉ biết cố gắng giữ cho thế giới của con tích cực và an toàn nhất có thể. Tôi học cách lắng nghe, yêu thương con nhiều hơn, giọng ca này cho biết theo scb black enterprise mizer